Xem mọi hiện tượng trong thế gian như sông núi đất liền, như lòng gương sáng, ảnh hiện không dính mắc đi không lưu lại dấu vết. Cảm nhận về mọi hiện tượng trong thế gian này như là tấm gương sáng, trong đó phản chiếu tất cả sự vật. Gương trở lại tướng không khi ảnh không chiếu soi nữa, nó không để lại dấu vết gì. Bất luận cảnh giới gì hiện ra, hành giả cũng không dính mắc vào nó. Khi cảnh giới ấy đi qua thì chẳng còn dấu vết gì lưu lại. Khi ra đi nó đi một cách đơn giản nên trong kinh kim cương nói quá khứ tâm bất khả đắc hiện tại tâm bất khả đắc vị lai tâm bất khả đắc Tâm quá khứ không thể nắm bắt được, tâm hiện tại không thể nắm bắt được, tâm vị lai không thể nắm bắt được, ba cảnh giới ấy đều không thể nắm bắt được. Đó là lý do tại sao khi cảnh đến chẳng có gì dính mắc, khi đi chẳng lưu lại dấu vết gì, thong dong phản chiếu sự vật, sạch hết tập khí cũ, hành giả sạch hết tập khí cũ như xấu xa ác độc phá hoại. Hãy quan sát tập khí xấu của một số người, có người chỉ thích nói về những chuyện xấu xa điên đó là tập khí hôi thối, xú tập khí. Có người chỉ thích nói những chuyện hèn hạ, bỉ ổi, đó là tập khí phá hoại. Có người thường rất cống cao ngã mạng, tóm lại chúng ta có rất nhiều tập khí xấu, nhưng hành giả ấy đã từ bỏ tất cả những tập khí cũ ấy thuần nhất chân tánh tinh anh chỉ còn lại tánh chân thật tinh anh đó là thức thứ tám đến đây sáu thức trước và thức thứ bảy đã tiêu mất bây giờ chỉ còn thức thứ tám và nó sẽ chuyển thành đại viên cảnh trí như chư phật bây giờ hành giả đã đạt được mức độ này rồi thức thứ tám chớ chưa chuyển qua đại viên cảnh trí được đó là ý nghĩa chỉ còn lại thuần nhất chân tánh tinh anh